Xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhanh lúc 9 giờ sáng. Mở đầu là thông tin liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào chiều qua trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Chư Pứ, tỉnh Gia Lai. Ban an toàn giao thông tỉnh Gia Lai cho biết kết quả xác minh ban đầu cho thấy cả ba lái xe không có nồng độ cồn. Thời điểm trên, tại km 1646 500 đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Ia Rú, huyện Chư Pứ xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa ba xe ô tô khiến ba người ngồi trên xe con tử vong tại chỗ, lái xe bị thương nặng. Các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn là thành viên của câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai gồm Dương Minh Ninh, Đào Trọng Trí và Paulo Madera Oliveira. Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa bắt giữ đối tượng có hành vi mua bán trẻ sơ sinh trên địa bàn và đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm vụ việc. Đối tượng Lê Hồng Anh bị bắt giữ khi đang mua bán một trẻ sơ sinh với hai người phụ nữ tại phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Với tài liệu thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Hồng Anh. Riêng đối với hai người phụ nữ do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không đủ điều kiện nuôi dưỡng chăm sóc bé, hiện chưa đủ cơ sở xử lý nên sẽ tiếp tục điều tra làm rõ. Vào ngày hôm qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tươi, chú tỉnh Kiên Giang để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Tươi đã thừa nhận thực hiện thành công 4 vụ trộm cắp xe đạp điện và điện thoại rồi bán lấy tiền. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Vũng Liêm đã thu hồi 3 xe 3 chiếc xe đạp điện và 2 chiếc điện thoại. Phần cuối là thông tin về truy nã tội phạm và những thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin nhanh sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Phàng Thị Mang, sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú tại Bản Khẩm, xã Trung Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, về tội mua bán trái phép chất ma túy. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Thanh Hóa còn ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đối tượng Lê Văn Dương, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại thôn Phú Thượng 1, xã Hoàng Phú, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, có sẹo dài 1,5 cm dưới sau mắt trái. Và đối tượng Lê Quang Ninh, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tại khu phố 1, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, có sẹo chấm cách 2 cm trên sau đuôi lông mày trái. Dù với bất cứ tội danh nào, tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng, hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an theo số máy đường dây nóng 069 234 5860 hoặc 069 1667 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện